Thành Long Ngô Kinh bị vợ cắm sừng, tận mắt chứng kiến vợ ân ái với nhân tình trên giường của mình. Mới đây, blogger có tiếng Cbiz lại một lần nữa vạch trần cuộc hôn nhân của một siêu sao Kung Fu và cho rằng vợ của nam ngôi sao này đã lừa dối, qua lại với một người đàn ông khác trong chính căn nhà mà hai vợ chồng anh sinh sống. Ngành công nghiệp giải trí Hoa ngữ có thể nói là mảnh đất màu mỡ, nhiều tài nguyên mà nhiều người vẫn ao ước được đặt chân vào. Tuy nhiên, phía sau sự phù phiếm, hào quang đó lại là hàng loạt thị phi, tin đồn mà không phải bất kỳ nghệ sĩ nào cũng có thể dũng cảm đối mặt. Mới đây, một blogger có tiếng của Cbiz lại một lần nữa khiến cư dân mạng dậy sóng và đáng mò đáng non về cái tên nghệ sĩ thuộc top siêu sao ngoại hình. Theo nội dung tiết lộ của blogger đình đám này, có vẻ rất bùng nổ, thậm chí nghe có vẻ hơi phá phách. Đại khái nội dung mà blogger này cho biết đó chính là ngôi sao nam bị cắm sừng, là một siêu sao võ thuật rất nổi tiếng và anh ta đã kết hôn với một nữ ngôi sao A trong giới. Bạn tình của nữ minh tinh hạng A này cũng là một diễn viên võ thuật, trong đó có ba chữ, thường xuất hiện trên màn ảnh với tư cách là một nhân vật rất cay cú, bề ngoài rất oai vệ, là biểu tượng thể hiện sự cứng rắn. Sau khi kết hôn, nữ minh tinh hạng A này đã lừa dối chồng là siêu sao Kung Fu, khi đó nữ minh tinh hạng A quen nam minh tinh B. Cả hai đều không biết xấu hổ về đời sống riêng tư nên đã bắt đầu cuộc sống vụng trộm. Thậm chí trong giai đoạn lén lút vụng trộm phía sau lưng chồng, nữ minh tinh hạng A này còn khoe nam minh tinh B, nói rằng Kung Fu của anh ta hơn chồng mình, nhưng võ công cụ thể thì có thể được thể hiện rõ nét trên giường. Đỉnh điểm nhất đó chính là thay vì nữ minh tinh hạng A này và nam diễn viên võ thuật B hẹn hò tại khách sạn bên ngoài cho an toàn, thì cả cô lại hẹn hò người tình tại biệt thự riêng của mình một cách khá ngạo mạn. Thậm chí cả hai từng nhiều lần quan hệ giường chiếu rơi trong chiếc phòng của cô và chồng. Có một lần ngôi sao võ thuật đột nhiên về nhà đã vô tình bắt gặp vợ mình cùng nam minh tinh B ở lầu 2 làm tình trên giường. Chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mặc dù không nhắc đến tên cũng như không tiết lộ thêm nhiều dữ kiện khác, mà chỉ vài dòng ngắn gọn của blogger tung tin khiến nhiều người ăn dưa bở phải thẳng thừng bối rối và đặt câu hỏi rằng làng giải trí tại sao lại có thể đào tạo ra những nghệ sĩ như thế, thật đáng xấu hổ. Ngoài ra, ở khu vực bình luận, một số cư dân mạng đã suy đoán điểm mặt chỉ tên một số cái tên mà bản thân họ nghi ngờ. Với dữ liệu nam ngôi sao Kung Fu rất nổi, có vợ là minh tinh hạng A, thì cái tên khiến nhiều người liên tưởng nhiều nhất đó chính là Thành Long. Nhắc đến Thành Long, nhiều người thường dành cho anh một sự kính trọng nhất định. Ngoài ra, người trong giang hồ phong cho anh ấy danh hiệu đại ca. Mặc dù Thành Long bây giờ không còn trẻ, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết về làm phim. Nghe nói bộ phim mới của anh ấy hiện đang được công chiếu. Ngoài Thành Long, cư dân mạng còn réo tên Lý Liên Kiệt và Trần Tử Đan. Hai người này cũng là những ngôi sao võ thuật nổi tiếng trong giới, đều có võ công thực thụ. Ngoài ba ngôi sao Kung Fu hộ gia đình kể trên, Ngô Kinh và Trương Tấn cũng được điểm mặt chỉ tên. Bởi hai ngôi sao Kung Fu này được xem là thế hệ trẻ kế thừa lớp đàn anh, rất giỏi võ công. Đặc biệt Trương Tấn từng đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật cho nhiều bộ phim. Anh thường lên sân khấu đánh đấm. Phải nói rằng Trương Tấn là một diễn viên võ thuật có diễn xuất xuất sắc ở giai đoạn hiện tại. Cuối cùng cái tên được nhắc đến là nam diễn viên Vương Bảo Cường. Từ lâu Vương Bảo Cường đã tạo cho người ta ấn tượng về sự thật thà. Nhưng điều mà ít người biết đến về nam diễn viên họ Vương đó chính là anh cũng là một diễn viên có Kung Fu thật sự. Khi Vương Bảo Cường có một thời gian dài tập luyện Kung Fu tại chùa Thiếu Lâm tỉnh Hà Nam. Ngoài ra Vương Bảo Cường cũng đã thử sức với nhiều bộ phim võ thuật trong những năm đầu đời. Với rất nhiều cái tên siêu sao Kung Fu được liệt ra, vậy ai mới là anh chồng đáng thương bị chính người vợ của mình cắm sừng ngay trong chính căn nhà của mình? Vì suy đoán ra nam diễn viên Kung Fu bị vợ cắm sừng cũng đồng nghĩa là việc nữ minh tinh ngoại tình là ai? Hiện thông tin này dù chưa được xác thực, nhưng với sự úp mở từ phía blogger đã khiến nhiều người tò mò rằng kết quả giữa ngôi sao Kung Fu và vợ mình đã ra sao sau khi bị chồng phát hiện ngoại tình.